Rồi những ngày mà mưa gió rồi anh không có đi lấy cơm được rồi anh ăn cái gì anh Châu? Mì tôm. Ăn mì tôm. Tôm mà cho mày cho đâu á? À có mì tôm. Mày cho đâu á? Có khi nào mà anh nhịn đói không? Mày cho đâu á? Mày cho tao đó. Trời ơi. Chú à em ăn. À. Kêu bằng em cho anh đó. À. Anh Châu có em. Anh Châu kêu ông xã em bằng anh cũng được, rồi bằng hay là bằng em cũng được. À. Bằng anh đi, tại chắc anh Châu nhỏ hơn. Ông tuổi nhiều. Bốn mươi mấy tuổi rồi. 42 tuổi rồi anh Châu, nhiêu tuổi anh Châu? 25. 25 hả? Vậy là tuổi nhiều. Ha. 42 tuổi. Hay hai được quên hay gì? Phim vào á. Hay gì? Ha. Hay gì? Ha. À rồi sao? Ha, chú rồi đâu rồi nè. À. Đâu chú rồi đó. Ha. À. Hay gì? Em ha. 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 À rồi sao anh? Em phiêu quyền gì mà chồng mày hoài à. Hả? Em không biết. Quên rồi. Em không biết người đó tại em ở xa lại không biết. Mấy tụi mày không cho mấy tụi bắn. Là người đó thường đem mày lại cho anh không? Ờ. Hồ. À. Tụi hồ vậy á. Hồ tiêu á. Quét giọng, quét giọng. Anh nhẹ nhẹ thôi tượng Phật á anh. Trời ơi là trời. Được rồi, sạch rồi anh ơi. Sạch quá luôn rồi, láng luôn rồi. Nhà mấy anh Châu kỹ không? Lúc nào anh Châu cũng lau chùi dọn dẹp, sạch bơn luôn. Kệ anh để, nữa sao kỳ vậy? Thật nghiệp, anh khờ cả nhà ơi, anh không có biết. Những cái tượng Phật này là ảnh cứ giờ tới giờ lui, rồi ly hương ảnh cũng giờ nữa, mỗi khi ảnh lao chùi là ảnh dọn dẹp là ảnh giờ qua giờ lại mà mình nghe nói mình giờ vậy là không tốt. Mình có nói với anh Châu là đừng có giờ tới giờ lui, nhưng mà nói thì nói anh Châu cũng không mấy cái bọc này có lâu chưa anh Châu? Không có ấy. Những tượng này là cũ hả anh? Này hư rồi. Nhưng mà mình để đi chứ anh em đi đâu? À cũng để đó ha. À anh Châu anh biết lấy cái bọc để mà bắt cô Hồng. Cái gì vậy anh Ngọc? Bỏ đèn lên cái bộ Hồng nè. Nó ba lên anh lấy cái bọc để nó đâu? Để phía dưới đi anh. À bộ Hồng vô bọc đó vô bọc. Ở đây tối bộ Hồng nhiều không mà anh để cái bọc đây anh Châu? Có. Tối bộ Hồng nhiều hả? Nhiều. Cái này không? Cái này là tự anh làm hay ai làm cho anh? Cả nhà thôi. À đó. Vật dụng gì mà vé số nè, rồi bọc mũ này vé số nhất hết trơn, rồi những chai nhựa đủ qua còn rất là nhiều luôn. Để cúng hả? Rồi anh có uống không? Không uống hả? Sai. Sai uống là sai xỉn luôn hả? Uống bia không? Uống bia uống được. Không uống luôn. Cúng mà không uống. Nhưng mà ông địa đâu có biết uống bia đâu mà anh mua bia anh cúng. Có. Nè. Mà anh mua cúng rồi anh không uống. Cúng ông tài anh địa nè. Trời. Mua bánh chuối. À. Sao em anh Châu ơi, sạch rồi anh Châu đừng có quét nữa, sạch rồi. Sạch lắm rồi đó, anh Châu kỹ quá, sạch luôn rồi. Quá sạch luôn rồi. Châu mua rượu nè, có bánh nè cũng. Anh Châu. Anh Châu ơi, sao anh Châu biết ông địa thích rượu vậy? Ghiền. Hả? Ghiền. Ghiền hả? Ghiền rượu. Ông địa ghiền rượu hả? Ghiền rượu. Ai ơi, biết cả nhà cúng ông địa rượu với bia không à? Ý chàng ơi. Dạ, khi mà mình cúng ông địa xong là mình phải uống. Không uống được. Sao vậy? Sai. Không uống được tưới. Sai hả? Sai xỉn. Còn đó giờ anh có uống bia uống rượu không? Có. Trời. Rồi có bị xỉn không? Có một con à. Uống không uống nhiều đâu nhiều. À, anh uống anh xỉn đó. Ai chửi? Anh xỉn đó rồi. Anh uống được qua hết cục tiền hết ạ. À. Xỉn xong rồi là vô ngủ hả? Vô ngủ rồi có tiền hết hả? À. Đâu, thường anh uống một lon rồi anh xỉn anh làm sao? Anh vô ngủ hay sao? À, mỗi khi uống một lon là vô ngủ rồi đúng không? À, kéo là vô, uống một lon rồi vô. À, kéo là... Trời ơi. À, cũng để em hùng mắn hết. Chú hôi. À. Nóng không anh Châu ở dưới đây nóng không? Không bạc đó. Anh chưa có điện. À. Có điện không? Anh Châu có điện không? Không. Không có điện hả? Không có điện. Có. À. Có. À, là... như là chiều mới có điện mà ngày không có điện ha. À, như là chắc là ban đêm đó. Đúng rồi. Ở bên kia chiều mới điện. À.
Mua được không? Đã được cũng lẹ được. Hả? Cái gì? Đã lẹ được vừa. Lẹ gì? Lẹ. Chi vậy? Nó lẹ cúng. Cúng có cái đó, dĩa không? Có cái dĩa cúng rồi. Có cái dĩa bún rồi. Không có lẹ lẹ đựng gì không, cái đó bỏ đi, đâu có đựng cái này là đựng bánh hồi nãy đó, bánh bánh đằng sau lưng đó, nãy đựng bánh đó. Dạ. Cái hộp này là để đựng bánh nè. Ờ đúng rồi. Đó, để đựng bánh đây nè. Đó, anh cứ dọn dẹp miết vậy á. Ồ, dưa leo. Bánh này quá trời nhiều luôn anh Châu. Cái này anh không ăn để lâu rồi nè, mấy nè. Để bánh lâu hư á anh Châu, bánh mà để lâu quá là hư mất hết trơn. Quá nhiều bánh anh Châu, quá nhiều bánh nè. Rồi trứng cút nữa rồi cả nhà. Rồi mì, rồi kẹo. Cút này ở đâu vậy? Cho cho. Cho cho hả? Hồi nào? Sáng, cho hồi sáng. À, anh Châu hút thuốc nữa hả? À, mồi trong đĩa, anh Châu mồi trong đĩa. Mồi trong đĩa đó, trời ơi. Vậy là anh Châu mua thuốc mồi trong đĩa chứ anh Châu đâu hút hả? Mỗi chỗ, mỗi chỗ nào có ông đĩa là bắt đầu màu cho ông đĩa. Hồ mua nè, hồ mua ba gói. Ba gói luôn hả? Để dành cúng đĩa đó ha. Tắt rồi. Bị gì rồi? Rồi, được rồi. Thường ngày nào là anh cũng chăm sóc cái bàn, những bàn thờ cúng này hết á anh Châu. Quét dọn rồi cúng, cứ lăn xăng cho tối một ngày luôn cả nhà. Cúng, cúng xong rồi quét dọn rồi cúng. Đó. Rồi cái gì đó? Cái đó cái gì nữa ta? Cái đó gì anh Châu? Anh cứ lăn xăng miết rồi cả nhà ơi, cả nhà. Rửa. Cái đó nước trời mưa hết vậy anh Châu? Anh Châu ơi, cái đó nước trời mưa hết vậy? Không. Nước dưới sông múc lên hả? Thất bại là. Dạ. Lăn xăng hoài vậy đó. Mà anh làm tay anh lẹ lắm hả? Lẹ lắm luôn á, nhưng mà biết chăm sóc bàn thờ, cúng Phật đồ biết. À, anh thấy cái ly đó hơi dơ, cái ly rửa liền. Đó, chăm nước cúng á. Chăm nước cúng hả anh Châu? Cúng nước suối luôn nha. Cúng cà phê. À, ly nước suối, ly cà phê. Anh ơi, anh Châu cho em hỏi nè. Vì sao mà anh Châu thích thờ những tượng Phật rồi ông đĩa anh Châu? Anh Châu. Gì? Anh Châu cho em hỏi á, lý do sao mà anh Châu thích thờ những tượng Phật trong nhà rất là nhiều hả? Ai? Anh Châu á. Tại sao anh Châu thích thờ những tượng Phật trong nhà rất là nhiều vậy anh Châu? Anh Châu nói. Không biết là. À, ai ơi? Ba ơi hả? Thì em thấy nè, em thấy anh Châu thờ rất là nhiều nè. Em hỏi anh Châu là sao anh Châu thích thờ nhiều tượng Phật trong nhà mình á. Là sao anh Châu nói cho em biết được không? Được. Là nói đi. Phật Phật ông chủ trò. Biết rồi, nhưng mà tại sao anh thích thờ rất là nhiều được tượng Phật trong nhà mình vậy đó? Quên rồi. Quên. Quên rồi cả nhà ơi. Nó, mà bà không có kiểu trục cái nó được không, trục có người vô hoài bị gì á anh thờ. À, trời. Mới bị gì á, rất là nhiều ông bị luôn vô hoài à. Ông bị ông thần tài rồi Quan Thế Âm Bồ Tát rồi giấy hả, giấy hùng giấy hả, vô
vô luôn hả? Rất là vô. Nhiều luôn. Ai? Chuột nó vô nó nấp trong á. Mày gì á, lẽ cơ. Cái này mấy cái nào giấy nè anh bán bớt rồi cho nó trống là chuột nó không có vô. Còn để nhiều quá là chuột nó vô nó ở trong này nè. Ai? Mới vô chung vô hả? Đúng rồi, nó chung vô á. Tối là nó chung vô. Nó chạy ra, còn không bự ra. Anh Châu, tối rồi mình có kẹp đèn điện sáng không? Có, tối. Tối thì có điện ha. Đường rồi. À vậy hả? Dạ. Đường bắt được. Tối á, bắt được. Tối á. Rồi, ba mẹ của anh Châu bao lâu anh Châu mới về thăm ba mẹ một lần? Ba lần. Mấy lần? Bận rồi, bả già rồi. Bệnh rồi, già rồi nên em biết, nhưng mà bao lâu anh Châu mới về thăm mẹ? Buồn, mất số, gì bán số hết, 20, 30 à? Bán số kiếm tiền nuôi mẹ. Gì thế ha? Bà giàu, biết mẹ không? Không, đâu có biết mẹ anh Châu đâu. Mùi vậy vô đó. Rồi hàng ngàn đi cho anh Châu đi bán vé số, đi bộ hay đi xe đạp? Không biết đạp được, bộ. Đi bộ không hả? Xa không anh Châu? Ba cây số. Vậy là đi 3 cây số. Đi bộ đâu có biết chạy xe hết anh Châu? Không. Vậy hả? Không. Vậy là bán vé số để dành tiền nuôi mẹ. Nuôi vô mua gạo, mua cơm, bởi bà. Mua gạo, mua mì tôm cho mẹ. Anh Châu là người con có hiếu. Là được anh Châu nói là nhà anh Châu được 2 chị em hả? Chị chồng rồi, quận. Chị có chồng rồi. Rồi đi tới anh cháu, Châu. Bà ơi cháu. Rồi chị anh Châu nè, rồi anh Châu, rồi còn ai nữa Út, không? Út chị. Vậy là có 2 người thôi, có 2 chị em à? Là vậy. Chị. Nhà chị của anh Châu giàu không? Xa lắm hả? Xa chị. Rồi chị có thường xuyên ghé thăm anh Châu không? Có. Có hả? Có cho tiền anh Châu không? Có. Có hả? Chịu qua. Vậy hả? Giàu tôi phải giàu. Anh Châu. Ê, coi này xấu hả? chụp hình anh Châu á, thấy anh Châu đẹp chụp hình á. Đâu, thấy không? Trời ơi. Trời ơi. Anh Châu nè. Thấy không? Ai cười á? Anh Châu nè. Ai cười á? Anh Châu nè, thấy không? Anh Châu nãy đang cúng á. Thấy không? Làm gì á? Anh Châu bằng đồ vô nè, nãy có chàng. Thấy không? Thấy không? Thấy rồi. Nè. Nè, bằng áo vô nè. Đó, chụp hình cả nhà. Thấy không? Không lớn, không nghe được. Không lớn, không nghe được. Quá chụp hình. Lớn. Này chụp hình. Này nãy là chụp hình, đâu nghe tiếng đâu. Đó, mặt này, thấy không? Thấy chưa? Thấy không? Kiếm. Cái này hình coi á. Coi hình. Ai coi? Bạn có hả? Không có mạng. Quạt. Thấy chưa? Làm gì á? Làm gì á? Này là anh Châu nè. Làm gì á? Ai coi? Mày coi hả? Mày coi. Mới liệm hả? Đây nè. Mày lấy liệm hả? Ai coi? Đây nè, chụp hình cho anh Châu coi nè. Mà ai coi á? Mày coi hả? Mày gọi từ giờ coi. Ai coi? Quen tao không? Quen tao không? Trời ơi. Quen tao không? Rồi, xong rồi đó. Mày mặc áo vô xong nè. Không biết dài luôn. Là chỉ á, Đâu về lấy mặt lại chỉ cho. Thôi. Xong rồi đó. Xong rồi. Trời ơi. Anh hỏi mình quay xong rồi ai coi, mày coi hả? Buồn coi á. Buồn rất coi là coi. Nhiều người xem anh Châu luôn. Có rất nhiều người xem anh Châu. Nói về cũng để là
cúng nữa, lấy điện thoại cúng nữa hả? Ủa cả nhà, lấy điện thoại cúng nữa rồi cả nhà. Đó, chụp hình. Chàng ơi, lấy điện thoại chụp hình phạt rồi cúng, vừa để lên bàn thờ cúng. Anh Châu đang làm gì vậy? Đang chụp hình hả? Đang quay em hay vậy? Có à, anh Châu cúng thuốc nè, ông Địa hút nè. Không, ông Địa. Rồi. Đúng rồi, ông Địa quá hút luôn, hút gịch là đi thuốc bị nè. Bị gì á, chửi gì? Đi Châu. Châu Thới. Châu. Chửi thằng nào? Đi Châu. Chửi gì? Cậu hả? Cậu. Chửi đó. Nhóc tuổi luôn á, làm gì? Là 620, Châu Thới. Ai cho tiền? Không, thì, em đọc cái số, vậy, em đọc cái số. Trùng. Thí. Thí bà Thí không? Thí liễu. Ờ, chung, ông mắng cho bánh. À, Thí liễu cho bánh đó. Thí liễu cho bánh, anh Châu. Cho ông, mắng, ai cho? Thí liễu. Em mai gửi cho Thí liễu cho anh Châu. Quen mày, quen. Quen. Trời ơi. Này gì à. Ai đến thăm anh Châu, em chúc anh Châu được nhiều sức khỏe nha. Rồi cố gắng bán cái số nè, rồi để kiếm tiền nuôi mẹ nha. Dạ. Dạ. Thôi em đi về nha. À, bye. Thì bye bye. Video đến đây mình xin kết thúc nha cả nhà. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.